Thưa các cô bác anh chị, mình đang có mặt ở bến Nhà Rồng và trước mặt quý cô chú anh chị đang là cây cầu Khánh Hội nối từ quận Nhất sang quận Tư. Thì bên kia kìa các bạn, nhìn cái tòa nhà màu xám đó, đó là Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh ở Sài Gòn. Ngày xưa là Ngân hàng Đông Dương, còn cái tòa nhà cao tầng đấy, tòa nhà IFC One của tập đoàn Vạn Thịnh Phát thì hiện nay vẫn đang đóng băng. Đây là một cái khu vực mà rất là đẹp. Thì cô chú anh chị có thể thấy phía trước là có một cái lá cờ, đó là khu công viên cột cờ Thủ Ngữ. Kế công viên cột cờ Thủ Ngữ thì chúng ta sẽ gặp cái công viên bến Bạch Đằng. Bên tay trái là con đường Tôn Đức Thắng, ngày xưa là đại lộ Cường Để. Còn cây cầu phía trước mặt đây các bạn là cây cầu Ba Son. Nó đã từng có tên gọi là Thủ Thiêm 2. Cái tòa nhà cao tầng kia các bạn là Landmark 81. Và trước mặt chúng ta đang là sông Sài Gòn. Thì xin mời quý cô chú anh chị chúng ta cùng coi những cái hình ảnh đẹp về thành phố. Còn hướng bên hông này các bạn là cảng quận Tư. Thì buổi tối đó chúng ta có thể lên những các cái con tàu, con thuyền này để ăn buffet, rồi tàu sẽ đi vòng vòng khoảng từ 7 giờ cho tới 9 giờ. Ở đây thì còn có những cái xe, là xe này là xe gọi là người ngựa, ngựa người. Cái xe thì có hai cái que tre ở phía đằng trước. Đấy, cũng khung thì bằng sắt, có mái tre giống như là xích lô ngày xưa. Các bạn nhìn cái cao su từ xưa này. Đó. Rồi cũng có vòng bi, có nhíp, có bắt ốc. Đây, cái khúc này là một cái xe ngày xưa do gia súc kéo. Đó. Thì ngày xưa người ta làm hai cái đèn này ở phía trước này để chiếu sáng này các bạn này. Rồi cái ngoài này thì còn mỗi có gia súc, họ sẽ gắn gia súc vô đây. Kia là cái xe chụp hình cái xe kìa các bạn kìa. Đấy, con bò nó đang đứng. Thưa cô bác anh chị, đây là một đoàn tàu chở hàng này. Thì nó đang đi qua cái đường sắt. Kéo còi luôn. Đây các bạn nhìn này. Cảm giác như chúng ta chạm tay vô đoàn tàu luôn đấy. Đó, rất là gần nhé. Đoàn tàu này là đi về Yên Bái đó các bạn. Hướng này là đi thẳng vào trong Sài Gòn này. Thì hôm nay ra ngoài Hà Nội đó các bạn, thì mình có mang theo mấy thùng nước hoa. Đây là những cái hộp nhỏ, thì lát xíu sẽ giao cho khách. Thì có khách ở dưới Phủ Lý, Hà Nam lấy, rồi có khách ở Hà Nội lấy, muốn làm đại lý sỉ đó. Nên là Tuấn Dương sẽ giao trước một ít để cho mấy đại lý bán thử. Sau đó khi mà đại lý bán được rồi đó thì mình sẽ gửi cái số lượng nhiều hơn. Đây là những cái phần hàng mẫu nha các bạn. Thì một cái chai này đó là dung tích của nó là 5ml. Một chai là dung tích 5ml. Cái chai này nó nhỏ gọn và chúng ta có thể mang đi mang lên máy bay được. Nước hoa hiệu ADN Princess là hoàng tử đó. Đây nước hoa dành cho nam.
thì có cả nam cả nữ, và nước hoa này dung tích là 5ml, dạng lăn và mùi rất là thơm. Nếu mà như dạng xịt đó các bạn thì chúng ta xài nó sẽ mau hết, nhưng mà loại dạng lăn này thì xài nó sẽ tiết kiệm hơn. Và chai này chúng ta có thể bỏ vào bóp, mang lên máy bay, mang đi rất là nhiều nơi để xài. Và giá thành hiện nay là 149.000, tuy nhiên đang được khuyến mại, giá chỉ còn 129.000 một chai. Còn nếu lấy đại lý thì sẽ có giá ưu đãi tốt hơn rất là nhiều nha. Cô bác nào muốn sử dụng cái nước hoa hoặc làm đại lý, làm quà tặng thì có thể liên lạc với Tuấn Dương qua số là 0908 590 590. Và hôm nay khi mình ở nhà mình đó, buổi trưa thì trời nóng nên là ăn cái món là bún. Đây là bún này các bạn này, bún rồi này là đậu hũ này, rồi sườn này với cà chua đó. Thế này gia đình ăn thôi cho nó mát các bạn ơi. Trong những ngày hè nóng này, có sườn, có đậu hũ, có cả mấy cái quả nhót nữa. Quả nhót để cho nó chua chua, dễ ăn. Cái này ăn với cả rau sống nữa. Cái cây rau này là rau xà lách này. Nhặt cái cây rau này để ăn. Thì cái lá nó đây các bạn này. Thường là nhặt xong nó thì tức là tách cái lá nó ra khỏi cái bẹ, sau đó rồi chúng ta ngâm nước muối rồi ăn sống luôn cho nó mát. Đấy, bữa trưa cũng rất là đơn giản. Đây, gọt dưa leo các bạn. Ở miền Bắc thì gọi là dưa chuột. Miền Nam thì họ gọi là dưa leo. Cà phê Trà Chanh 24 nhà thờ. Và đây là nhà thờ lớn thành phố Hà Nội. Thưa quý cô chú anh chị, Hà Nội thì hiện đại, tuy nhiên thì cũng có những các cái khu phố hoặc có những cái chung cư mà cũ xuống cấp, nhìn cũng rất giống như ở Sài Gòn. Thì trước mặt quý cô chú anh chị đang là một cái tòa chung cư có tên là chung cư 15 Cao Thắng. Nó nằm ngay góc phố Nguyễn Thiện Thuật và phố Cầu Đông. Nằm ngay góc phố Nguyễn Thiện Thuật và phố Cầu Đông. Còn ở phía bên phải mình là chợ Cầu Đông. Thì trong buổi trưa hôm nay, Chủ nhật ngày 18 tháng 6, thì Tuấn Dương xin mời quý cô chú anh chị cùng với Tuấn Dương, chúng ta sẽ đi tham quan một số những cái hình ảnh về khu phố cổ Hà Nội. Các bạn thấy trước mặt đây là có hai bạn người Hàn Quốc này, người ta cũng khá là tò mò khi tới Hà Nội, và người ta cũng muốn ghi lại, chụp một số những cái tấm hình để lưu làm kỷ niệm cho cái chuyến đi. Đây bên trái của mình đây các bạn là ngôi chợ có tên là chợ Cầu Đông. Đây nó rất gần với cái ngôi chợ Đồng Xuân, Đồng Xuân Bắc Qua đó, 1A phố Cầu Đông, phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm. Cái Bắc Qua này các bạn là đây này, có một cái cầu thang này nó bắc ngang qua, thì người ta gọi là chợ Đồng Xuân Bắc Qua, là có lẽ lý do là vì vậy. Thì ngoài cái việc mà quay những các cái khu phố mới hiện đại thì mình cũng dành thời gian để coi những cái phố cổ. Thì các bạn thấy đây này, những cái vị khách người nước ngoài đấy, họ rất thích đi sang tham quan những các cái phố cổ, rồi những các cái công trình kiến trúc ở cũ ở Hà Nội. Thì ở bên đất nước của họ đó thì những các cái công trình hiện đại nó rất là nhiều, và họ không có thích thú với những cái gì mà nó hiện đại. Họ
thích những cái mà nó thuộc về cổ kính. Đây, nếu mà chúng ta quẹo trái này các bạn, chúng ta sẽ đi vào cái ngõ là ngõ Đồng Xuân. Ở đây cũng là một cái khu mà chuyên buôn bán về ẩm thực, được nhiều người khách thích mỗi khi mà tới Hà Nội. Con đường thì rất là nhỏ thôi nhưng mà lúc nào cũng đông khách nha các bạn. Bà con cô bác mình tới ăn thì có đủ món phở, bún, chè, rồi bún chả, hủ tiếu. Các món ăn thì không có thiếu thứ gì cả. Lúc nào cũng khói nghi ngút luôn. Chỉ một cái đoạn ngắn thôi nhưng mà rất là nhiều những các cái hàng ăn. Còn quẹo trái đây các bạn, là đây chúng ta sẽ đi vào phố Hàng Chiếu, Hà Nội, 36 phố phường. Rồi phố Hàng Đường. Phố Đồng Xuân. Rồi tới đây là phố Hàng Mã. Nó giống như là phố Hải Thượng Lãn Ông ở trong Sài Gòn đó. Người ta bán rất nhiều những các cái loại đèn trang trí. Các bạn nhìn này, đèn trang trí giống như là ở phố cổ Hội An đó. Và các cái khu vực này đó thì thu hút một số lượng lớn khách người nước ngoài tới. Họ muốn tìm hiểu về văn hóa, phong tục tập quán, cũng như là những cái hoạt động buôn bán ở trung tâm thành phố Hà Nội. Chúng ta vừa đi qua phố Hàng Lược, rồi phố Thúc Bắc, vẫn là phố Hàng Mã này. Mùa hè nữa nên là có nhiều cái cửa hàng bán các cái rượu, cánh rượu. Phố nhỏ, không có vỉa hè. Và trong các cái con phố tuy nhỏ ở Hà Nội nhưng mà rất là sạch sẽ. Người dân biết giữ gìn vệ sinh môi trường để nó không có gây ô nhiễm và giúp cho mọi người có được một cái cuộc sống nó tốt đẹp. Đây các bạn nhìn, người ta bán những cái chiếc thang này, những cái chiếc thang tre, phố Hàng Gà. Đây góc phố Hàng Gà cắt với phố Hàng Vải. Và bên phía sau lưng của mình các bạn là cũng một cái cơ sở tôn giáo này. Toàn chữ tiếng Hoa. Đây chúng ta sẽ tiếp tục đi trên phố Hàng Gà. Hàng Gà thì ngày xưa theo cái tên gọi ấy thì
phố nào mà bán buôn bán cái mặt hàng nào thì có cái tên gọi đó. Ví dụ như là phố hàng gà thì chuyên bán gà, phố nhà hỏa này, phố hàng hòa thì chuyên bán gà, phố hàng lược thì chuyên bán lược, phố hàng chiếu thì chuyên bán chiếu. Ngày xưa thì nó là như vậy. Bên phải là phố Bát Đàn này các bạn ạ. Còn ngày nay đó thì phố xá nói chung người ta kinh doanh buôn bán đa ngành nghề. Đây là chợ hàng gia. Chợ hàng gia. Ồ, các chú công an đang làm gì ta? Đây đang là thuộc quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Những cái phố cổ này rất là nhỏ, chúng ta có thể ở trong cái khu phố cổ này và đi bộ, đi xích lô hoặc là đi taxi. Đây bên phải là phố Hàng Bông nha các bạn. Ngày nay thì các con phố nó không còn là thuần là bán một mặt hàng theo tên phố nữa, mà tùy theo cái nhu cầu phát triển của thị trường. Người ta thấy buôn bán cái gì mà nó có khách để nó mang lại cái cuộc sống cho người ta tốt hơn thì người ta sẽ tập trung buôn bán cái ngành nghề đó. Đây góc phố Phùng Hưng cắt với phố Hàng Gia này, các bạn để ý thấy cũng có khá nhiều khách người nước ngoài. Một số những cái khách nước ngoài mà họ đi ra tới đây đó thì cái mục đích của họ là họ muốn đi uống cà phê đường tàu. Đây, mời cô bác anh chị cùng đi vào trong một cái ngõ nhỏ trên phố Hàng Bông này. Cái nhóm khách người nước ngoài họ tới họ ăn lâm Sài Gòn. Đây nói một cái câu là ăn cấm chỉ nghỉ ra lâm. Đây là cái ngõ cấm chỉ phố Tống Duy Tân. Đây mình sẽ quẹo trái rồi trong này một chút nhé, rồi lát xíu sẽ quay ra ngoài. Nói một cái câu là ăn cấm chỉ nghỉ ra lâm đấy. Cái vỉa hè này các bạn là được lát những các cái ô gạch nhỏ cỡ khoảng 10 x 10cm hình vuông. Ô béo phút này, bún chả 15k. Chúng ta có thể gửi xe phía bên ngoài. Đây một số mấy cái người nước ngoài này các bạn này, họ cũng đang chỉ trỏ về cái đường ray đường tàu, đường ray xe lửa, ray góc lý
làm lễ. Đấy, họ đang đứng để họ chụp hình. Khách nước ngoài thì họ thích mấy cái món này. Phía kia thì có nhân viên rào chắn đứng để canh gác. Ây chà. Hôn chụt một cái luôn. Và để nhắc nhở du khách nữa. Nói chung là khi mà chúng ta ở nơi khác tới đó các bạn, thì đôi khi cũng không có rành về đường đi lối lại, cũng như là không có rành về cái giờ tàu chạy. Nên là khi mà đây người ta bố trí cả mấy bác công nhân đường sắt ở đây để hướng dẫn bà con cô bác. Nhưng mà nói gì thì nói chứ đây cũng vẫn là một cái điều mà thích thú. Nói chung là nhiều khách nước ngoài đó họ cảm thấy thích thú khi mà tới Hà Nội. Thì các bạn nhớ là chụp hình ở cà phê đường tàu rồi đi vào cái khu phố Tống Duy Tân này, đi vào phố Tống Duy Tân, phố ẩm thực, rồi phố Cấm Chỉ. Người ta nói một cái câu là gì, ăn Cấm Chỉ nghỉ Gia Lâm. Ở Gia Lâm thì nhà nghỉ nó rộng rãi và nó nói chung là nó có view hơn. Còn ở bên trong phố cổ Hà Nội đó thì có những cái điểm ăn uống này nọ đó nha các bạn. Nhưng mà khi chúng ta nghỉ dưỡng thì nó không có được đẹp như là chúng ta ở bên Gia Lâm. Tới đây là đầu phố rồi, mình sẽ quay lại nhé. Rồi, chúng ta quay lại Tống Duy Tân và Tân Gác. Ở đây cũng có những các cái dịch vụ mà hớt tóc này, cho thuê xe gắn máy. Đấy, rất là tuyệt vời. Đây, mời cô bác anh chị cùng coi lại những cái căn nhà theo cái kiến trúc của Pháp này. Đây là một cái nơi cũng đáng để trải nghiệm. Mình tới đây thì mình tới một lần thì mình ăn được đủ món. Những cái xe các cô ấy, chú ấy bán thuốc lá, bán bia Sài Gòn. Rồi bây giờ mình sẽ đưa các bạn quay trở lại con đường Trần Phú nhé. Đây cũng là một cái khu phố ăn uống, nhiều khi ta gọi là khu phố Tây ở Hà Nội đó. Ở Sài Gòn thì có cái khu phố là Bùi Viện. À, Bùi Viện thì làn sóng sang trả mặt bằng nhiều. Nhưng mà đối với ở khu vực này đó thì mình thấy là các cái cửa hàng cửa hiệu kinh doanh mọc lên san sát. Đây các bạn nhìn này, những cái nhóm khách người Hàn Quốc họ cũng tới khu phố này để họ ăn uống này. Và có một cái câu là gì, nhà to dưới quê thì không bằng ngồi lê Hà Nội. Các bạn nhìn ở bên kia đường này, thấy nhiều những cái nhóm du khách người nước ngoài họ sang đây để họ đi bộ, đi chơi, ngắm cảnh. Trà chanh, có những cái hẻm đi sâu vô trong này họ cũng rất là thích này, trải nghiệm. Đi sâu vô trong để ăn uống. Nước mía đường tàu giá chỉ có 10.000 đồng thôi.
Đây mình sẽ đi vào Lý Nam Đế. Tính là xem có cái lối nào đi ra khúc đường ray xe lửa mà nhà cửa mọc lên san sát nên là không ngắm được. Như các bạn có thể tới cái phố Tống Duy Tân này nữa. Rồi chúng ta ngay góc Trần Phú cắt với Lý Nam Đế để chúng ta gửi xe rồi ghi lại những các cái hình ảnh về phố đường tàu, khu đường ray xe lửa. Đó. Mình thấy có rất đông người nước ngoài, người ta đi tìm một cái gì đó mà nó thú vị. Trời ơi, mấy bạn hôn nhau chùn chụt luôn này. Được chụp mấy cái tấm hình về Hà Nội đó là bạn ấy, mấy bạn Tây có vẻ cảm thấy thích. Rồi thôi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đi trên con đường Trần Phú nhé. Đây cũng là một trong số những cái con đường đẹp ở thủ đô Hà Nội. Các bạn nhìn những cái hàng cây ở hai bên ấy, nó cũng có hàng nhiều năm rồi. Nếu không muốn nói là hàng trăm năm. Những cái công trình kiến trúc. Hình ngói vẩy cá này. Đó, nhìn rất là đẹp. Đây là văn phòng của Tổng cục Thể dục Thể thao. Công ty cổ phần thể dục. Không, đây là của Tổng cục Thể dục Thể thao rồi các bạn ơi. Không có kinh doanh gì cả. Đây chúng ta vẫn đang có mặt trên con đường Trần Phú. Ở trước mặt của ba anh chị là đường Điện Biên Phủ cắt với đường Trần Phú. Bên tay phải của ba anh chị đó là có cái phố là phố Cột Cờ.
đây chúng ta sẽ quẹo vô đường Trần Phú. Các bạn nhìn thấy rất là đẹp nha. Con đường xanh ngắt luôn. Trái và bên phải là những các cái công trình kiến trúc được xây dựng từ thời Pháp, và ở đây có rất là nhiều đại sứ quán của các nước với cục lãnh sự. Khu vực này thì nhà dân rất là ít. Các bạn nhìn thấy đại sứ quán của nước nào thì nước đó người ta treo cờ. Thường người ta sẽ treo một cái cờ quốc gia của họ, và có cả cờ Việt Nam luôn. Bên tay phải này là Bộ Tư pháp các bạn ạ. Và nhà của Bộ Tư pháp. Các cái công trình kiến trúc của Pháp để lại tới ngày hôm nay thì nó vẫn còn mang cái giá trị sử dụng, cũng như là cái giá trị về mặt thẩm mỹ. Đang có mặt trên con đường Trần Phú thuộc quận Ba Đình. Đây, quẹo phải chúng ta vào phố Sơn Tây. Đây thì có một cái ngôi chợ nhỏ nhỏ. Cây hoa giấy nhìn đẹp quá. Rồi tới đây thì chúng ta sẽ gặp con đường Kim Mã, xe bus. Bên phía trước mặt chúng ta đó, bên tay trái theo hướng chúng ta đang di chuyển đó, ngày xưa là bến xe Kim Mã. Mà những cái bến xe đó thì sau này người ta sẽ thường người ta rời các cái bến xe về các cái khu vực ngoại thành vùng ven, ví dụ như bến xe Yên Nghĩa Hà Đông, rồi người ta rời về bến xe nước ngầm thay vì ở bến xe Giáp Bát. Rồi tới đây thì Tuấn Dương cũng xin tạm dừng video. Cảm ơn cô bác anh chị đã dành thời gian theo dõi. Hãy đừng quên bấm nút like và đăng ký kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay để đồng hành cùng với Tuấn Dương trong những video mới. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.